thể số 5. Ôi khâu đi rồi, bỏ mày cái lòng trứng với cái này. Ủ lòng trứng với hũ xé. Cái này bao nhiêu? Lòng trứng này giá bao nhiêu chị? 60 em. Rồi nghe là con chờ xíu nha. Cái này bao nhiêu? Dạ 45. Có gì hãy dùng cái nó dùng đây, dùng thơm quá anh. À, dùng quá súp gà. Có chừng đổ bàn á, hỏi hỏi phải là đây không, phải số 7 không, có đồ gian không? Rồi cái này cánh của chú nè, số 6 nè. À, xin kính chào cô chú anh chị và các bạn nha. Trong buổi sáng ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi ăn món hủ tiếu gà Sài Gòn. Ba cái khu đùi với một cái miếng xé không hành luôn. Cái gà anh chọn là cái hai là cái nước dùng, cái nước dùng rất là thơm, mới bước vào rất là thơm ngon luôn đó. Ở đây là đường Dương Quang Đông nha, phía ngoài kia là đường gặp ở dưới cả đống Đạt Con Bự, dù cái kiếm ngay ngay ngã tư phía ngoài kia các bạn. Đầu tiên là đường Đạt Con Bự. 5:30 là anh bán này, bán tới 1:00 chiều và chiều thì 4:00 anh bán lại tới 9:00 đêm. Ba cái khu đùi với một cái miếng xé nè em ơi. Đây đang phục vụ nha. Ủa cái khăn này hết rồi đây. Giấu khăn ra ngoài, đây chỗ này nó cho nó sạch. Để đâu được qua? Nói chung ở đây những cái quầy rất là sạch sẽ các bạn ha. Những quầy quán sạch sẽ. Ở đây thì có hủ tiếu miến, có cả bánh canh luôn, bún gạo luôn. Nhưng mà chính vẫn là cái món hủ tiếu, hủ tiếu dai. Số 5. Hủ tiếu Sài Gòn hủ tiếu dai. Bạn thêm món rau nhiều đi con. Có cái miếng xé không hành với ba cái đùi. Cảm ơn người. Bỏ ở chỗ mà. Bỏ rồi hả? Bỏ rồi. Lúc nào cũng bỏ sẵn ở trong á. Rồi một cái khô xé luôn. Ơi. Giờ lấy cái dầu gạo của gạo lên thì sáng mai là đông lắm hả? Vâng. Bữa nay cũng đông, nay tới 2 ngày. Rồi gọi lòng lên con ơi. Nghe nãy giờ cũng 3-4 người nói rồi là ở đây là chủ nhật đông lắm, hôm nay thứ bảy là bớt. Cái bàn này là khách bao nhiêu không? Anh Bình ơi, cái này là bao nhiêu vậy? À 50 em. 50 ngàn rồi dạ, hả? Một dĩa gỏi em, một người là 50. Hai cái miếng gì về đây? Ba cái miếng gì?
Nếu mà cái địa chỉ ở bên quận 12 là nằm ở đường địa chỉ xe bao nhiêu vậy anh? Địa chỉ bên quận 12 á? À, Tô Ký, quận 12. Đường bao, số bao nhiêu Tô Ký anh? À, 71A, Tô Ký, quận 12. Vâng, chi nhánh 2. Dạ. Cái này là nuôi trứng con. Như vậy là các bạn ở bên khu vực quận 12 Gò Vấp, Hóc Môn thì có thể là ghé qua thử bên cái đường Tô Ký của anh nha. À, hỏi khách ra bằng ngoài con ơi. Cái này là quận 8 nó ngược đường luôn. Còn dòm giấy thì kỹ chút đi. Như một cái một bên. Còn hũ đồ rồi hũ con múc hai bịch nước lèo đi. Hủ đùi luôn rồi con ơi. Hủ đùi với cái đâu về. Tính năm mình bán được nhiêu năm rồi anh Bình? À, năm nay là anh bán năm nay là hết, năm nay là 12 năm. 12 năm. Nhưng mà cái này thì gia truyền nó có chơi 40 mấy 50 năm rồi. 40 50 năm luôn rồi. Rồi, thế là ngày xưa là mới là mình ở đâu? Ở Chợ Lớn em. Chợ Lớn. Chợ Lớn. Quận 6 á. Quận 6 khu Chợ Lớn ha. Quận 1. Khu Chợ Lớn là một cái nơi mà gọi là rất là nổi tiếng với các món người Hoa. Anh có phải là gia đình mình có người Hoa gì không? Có, cũng có, cũng lai lai rồi. Cũng lai lai rồi. kết hợp giữa người Hoa với là Việt. Vâng. Chưa có rau con. Vâng. Ở đây là mình, cái gà này là mình dùng gà gì vậy anh? Gà ta. Gà ta. À, nhưng mà thường gốc của anh là lấy là Bến Tre nhiều. À, gà Bến Tre ha. Ví dụ như gà đây mình có bán, người ta mua nguyên một con mang về có. Á, mình có bán con là mình bán cháo gỏi bột combo vậy cho người ta cúng luôn. À vậy hả? À. Một con như vậy mình bán sao anh? Tầm khoảng cháo gỏi luôn, khoảng cháo dao động từ 400 cho tới 500. À cháo gỏi luôn hả? À, cháo gỏi luôn á, gà lớn thì 500 còn thường là bốn nhỏ nhỏ thì 400. Một con cái này khoảng nhiêu anh, nhiêu ký? Nó khoảng tầm khoảng 2 ký 2. Ồ, thế là gà như lớn á. Lớn á. Bây giờ rồi vậy lên cân là 2 ký 2 ký 2 rồi đó. Vâng. Cho là 2 ký 2 là làm ví dụ bán gà không là nhiêu một con anh? Gà không là tầm khoảng từ 380 400 400 một con. Ở đây là 350 cũng có. Dạ. Tùy theo cân ký ha. Ờ cân ký, nó lại hơi hơi lớn hơi nhỏ. Dạ. Nó có lớn nhỏ đó thành ra nó. Vâng. Rồi đây anh xài gà lớn có bằng gà bình thường. Rồi cái này là hai cái hũ chặt con. Mình đi ăn gà thì mình thấy nó khoảng rơi vào khoảng phía 6, phía 7 ở đây. Hai cái hũ. Ủa cháu có chưa? Cho tôi cháu coi đi. Cái này còn thiếu tô cháo nha. Sao ai ghi cháo không chịu kêu dưới con. Hủ tiếu hả? Rồi hủ mua hủ về. Cái này bánh, còn thiếu cái cháo nè. Một bánh canh hai mì. Cái còn cái cháo đó còn nhớ các bạn dạ, của bạn số 1 rồi. Cái này là hai mì một bánh canh. Dạ. Như tô này là bao nhiêu vậy anh? À 45.000 em. Bình thường là 45.000 một tô cháo cháo. Chất lượng đó các bạn ha. Rồi cái này hai cái gạo. Dạ. Cái đồng hành anh con. Một cái không hành phi nè, cái sau không hành phi nè. Dạ. Còn hành thì bình thường cái chút. Hành là không hay là cái sau nè. Dạ, cái hành lá bình thường. Hành lá bình thường. Dạ.
này là xương gà với xương gà với mề. Không hành phi ha. Rồi ok. Rồi. Không hành phi. Cái này vậy. Mày cũng bán giá vậy không à? Má đùi là 60 em. Này là miếng má đùi. Mì khô má đùi, có trái khô cho lấy gì trái khô không đi. Đâu? Có nước suối không lạnh à? Để cháo, ở đây có gà cháo nè các bạn ạ. Có hủ tiếu, có cháo luôn. Rồi cái này là đùi món luôn ha. Cái này là xé da. Cái này là xé da nè. Ở đây ông bà chủ mặc áo của nhân viên luôn, cho nên là các bạn mà mới vào không biết ai là chủ đâu. Rồi hai cái này tới cái này sẽ về luôn á. Anh đang gúp một cái đùi. Nếu mà khách mua đùi riêng bán không anh? Bán luôn. Ví dụ cái đùi nhiêu? À cái đùi không là 50 em, cái đùi tỏi 50, còn gốc tư thì 130. Vâng. Gốc tư mắc hơn hả? À? Đùi không 50. Đây cái gốc tư là vậy. Ha, vâng. Còn cái đùi tỏi là vậy. Vâng. Cái đùi tỏi không, còn cái này là gốc tư. Dạ. Này cái quầy của anh đứng bóng hơi nhìn chả thấy sạch sẽ nhỉ. Ở đây quầy anh làm sạch sẽ lắm các bạn ạ. Anh có người nào ra anh dọn trần rồi nhìn lanh nữa. Ăn uống thì mình phải kỹ chút. Để em chút. Làm bất cứ cái gì cũng phải dùng một tay. Vâng. Anh rất là sạch sẽ các bạn ạ. Ở đây thì anh cho quán trường mình thấy chủ yếu là anh bán gà xé. Gà xé nhiều. Chủ yếu là xé nhiều. Rồi có cháo không có. Rồi làm liền đi, phở xé vô trường lẹ mà. Rồi phở xé vô trường lên luôn. Ở đây mình có bán qua cái app mà chưa anh Bình? Có đó, nhiều lắm em. Dạ. Mình có những app nào vậy? À, nó cũng nhiều lắm á, nhưng mà tại vì nó ăn phần trăm nhiều quá. À, phần trăm nó ăn nhiều quá, cái năm ra mình bán không có lời, mình ra mình ngắt app. Vâng. Này phở xé vào chùa rồi con ơi. Dạ. Rồi mình không bán giá, rồi mình có quán mình có giao hàng không? Ví dụ như khách về sao mà đặt á, mình có giao. Bây giờ là đặt ở đâu anh cũng giao hết trơn á. Đây mình thấy anh Bình anh làm lẹ và gọn các bạn, anh không có bị rồi mây xé anh làm nhanh nhưng mà không bị bung ra ngoài nha. Cái này là khách hơi vắng hôm nay đông. Cái này mà còn vắng hả? Vắng không có đủ chỗ ngồi. Bình thường còn đông hơn à? Bình thường có ăn chạy lắm, từ đây tới chút nữa 90 giờ đây coi đông lắm. Vâng. Mừng quá ha. Năm nay so với năm ngoái thì sao anh? Năm nay sao nói thì tình hình đó, tình hình chung em ơi. Ai cũng vậy mà mình còn ok à, là mình mừng rồi. Cái này hơi chậm hơn chút ha. Ờ, hơi chậm hơn chút. Nhưng mà mọi nói so với mình thì là ok, okay. Rồi. Dạ. Anh là anh đây anh Bình người đâu? À anh gốc Gò Công. Gốc Quảng Đông. Ừ. Ồ thế là có thể gọi đây là hủ tiếu gà nghề hoa ấy nghe. Kết hợp. Giữa Hoa với Gò Công. À đấy. Như vậy là anh còn nói được tiếng Quảng Đông anh? Không, bây giờ có nó bên bà xã. À, bây giờ mà bà già thì còn nói à. Bà già nói là ok. Thế là bây giờ chị có nói được tiếng Quảng Đông được không chị? Chị còn nói được tiếng Quảng Đông không? Xé liền đi. Ờ à. Ông ngoại gì chị có nói được không? Không, chút à. Chút à. Ít lắm. Ít lắm à, có thể ít cái đủ dùng và giới thiệu quá của mình bằng tiếng Quảng Đông được không? Không. Ông mà chút vậy gì con ơi, kêu vậy? Không biết ít gì lắm. Dạ. Đây có mẹ thì biết nhiều. Có dễ vậy ngoại chưa vậy không anh? Có dễ vậy chưa? Đến giờ chưa? Nói ít ít thì nghe thôi chứ nhiều quá không nghe. Tại ba người Nam. Ba người Nam.
Tiều. À, mẹ thì rồi cái phở lên luôn con ơi. Chị có ông ngoại mới là người Tiều. Phở sáng là nghi. Mà xương gà đó, còn xương heo hay là xương gì đó. Không gà, không chất gà không. Phở sáng nè. Cái này là cái nồi này thì làm cho đúng rồi, cho nó ra nước. Rồi xong mình muốn qua đây rồi cắt. Thơm quá, cái nồi thiếu thì bỏ gì vào, cái nồi nước mình thì bỏ gì vô thơm quá. Ủa thế là cái gà ta thì nó thơm. À thế là món này là của anh hay là của chị? Của chị. Cái của mẹ chị, mẹ chị là hồi mấy chục năm về trước là bán ở quận 6. À, giờ vẫn còn quán ở quận 6 luôn, một cái quán của chị vậy. Xé không da không tiêu. Ở ở băng. Rồi cái này xé không da không tiêu về nè con ơi. À, có một cái nữa. Con chừng có khách kêu gì ở ngoài con. Xé với da phải không? Trời ơi, ai ghi xé không da. Hồi nhỏ cũng phụ mẹ ở quận 6 á. Từ nhỏ rồi, phụ bán từ nhỏ rồi quận 6. Bán từ năm này mua được mấy căn nhà Sài Gòn rồi. Trời, chưa có nhỏ. Quá đà luôn. Chị nói là vô đây chủ nhật là khách đông full này. Cái tù của chị ngồi thoáng ghê nè. Mấy cô thối giùm được không? Em đang thối tiền cho nó em ơi. Con ngồi lên con, ngồi đồng hành lên. Em thấy nó ra một cái nước hồ bằng như thế này là ngoài là riêng của nó hết. Đúng rồi, tự nhiên hết. Ngoài ra gà, bún luộc cũng tự nhiên hết, không có bỏ gì nữa. Bán để cho chú bỏ cho. Chị đã mua chưa được mua căn nhà nào cũng về xa đâu khách rồi á. Chưa đủ chưa? Rồi. Vâng. Thôi sao nó vậy á? Ủa, giấy đâu rồi? Em ơi, có xe cho mình nè. Ở đây thấy có cái bạn nhân viên này là đứng đây rót nước dùng nãy giờ mệt gì này. Ở đây thì phải có từng người túc trực. Phải ra là chan nước rồi bưng đi. Đấy. Được. À, tức là mình hầm xong mình có múc qua cái này. À. Múc qua từ từ ha. Dạ. Tính ra là anh Bình, tính ra là cái món đắt nhất ở đây là món gì anh? Món đắt khách nhất ở đây á? Của anh đắt nhất là thường là miếng hủ tiếu. Miếng hủ tiếu. Hai món đó là chạy nhất. À, à. Miếng miếng gà ha. Miếng gà. Miếng gà. Hai món đó là chạy nhất. À. Tại cái đó là thường, thường nhất. Quá đà luôn. Rồi cái này rồi ví dụ như bạn nào mà muốn đến xin việc còn nhận nhân viên không? Có đó, để bạn tiện đó. À đăng tiền ha. Vì đăng tiện. Kênh của bọn em là lâu lâu có người hỏi đến là xin việc á. Lâu lâu mà quán mà có tiền là tới đó. Ở đúng đây rồi. Thì quán anh đang còn nhận người nhớ các bạn. Em giới thiệu đi, tao mà từ 18 tới 25. À 18 tới 25. Có yêu cầu xin trai đẹp gái gì không hay là kiểu cứ tươi là được? Nó con giờ giỏi rồi tươi rồi sạch sẽ ok là được rồi. Nói chung là nói về bán hàng là cái mặt là phải tươi nha các bạn. Đúng rồi. Cái mặt tươi là được. À. Giỏi và dễ thương. À giỏi dễ thương là được rồi. Đấy ra Tiền Giang là ai lên là cũng dễ thương anh. Tiền Giang nè, Tiền Giang công Tiền Giang luôn. Ủa thế là anh Bình là người hồi nãy anh nói là người đây mà đúng không? Thì anh là Gò Công nè. À Gò Công, Tiền Giang Gò Công. Gò Công rất nổi tiếng với món vịt Gò Công. Rồi Gò Công nhiều quá, Gò Công có nhiều món lắm à. Nhiều món lắm hả? Bây giờ nhiều món lắm. Dạ. Đấy. Hủ tiếu mì mềm, thấy hậu hậu tiếu mềm. Thấy không? Thì hậu tiếu mì á mà lấy ra hậu tiếu mềm. Rồi, cái đó là phở mì. Một cái vậy cái gì nữa? Cái là anh đừng có bỏ cái phở này nè. Số 6 hả? Không thấy. Số 6 nãy là cái cánh nó còn nó khô cánh á. À, cái này là khô cánh cộng xé nè con ơi. Chung cái này là gói cánh. Miếng xé gì? Xé gan không da. Số 2 ngoài. Ở trước rồi con. Xé gan không da. Một cái hũ cánh mới vô.
Rồi, thế gan không da. Miếng. Cái gì mà mới kêu cánh vô đó? Rồi, cái này là phở về nè. Phở về. Gì vậy? Hủ khô cánh cộng xé, bánh canh xé không da. Đây là khô cánh cộng xé nè. Bánh canh không da. Tiền cái gì kìa con ơi? Dạ. Bánh canh không da, cánh cộng xé. Con canh này 45 luôn. 45 luôn. Hủ cánh á. Cái này là khô cánh cộng xé nè con ơi. Chung với cái gà bánh canh nữa nha con. Lấy gì? Cái này là khô cánh cộng xé. Chung với đó nè con. Hai ngoài luôn nè. Đùi gan. Lót cái gì đó con. Còn cái cánh có chưa? Nè, cánh đùi dèo đùi mày không giá nè. Hai cái này về muốn hai cái lèo luôn. Rồi đưa hai cái hộp qua đây. Rồi. Đùi mày phải không? Nếu gà xé mà là mình để bình xuống vậy. Gà xé là thịt. Nếu mà có chân cái đùi gà bự như vậy là mình lại cái con. Không quá. Tùy khách ăn, đúng không? Khách ăn tô thì tại nhiều khi ta ra quán cà phê á. Cái này là đùi đùi mày. Còn đây là phở mì cánh 70 với 50. Rồi, trang hộp trước cứ tự nhiên luôn, mạng số 7. Tô mắc nhất của mình đây là nhiêu anh? Hả? Tô mắc nhất của mình đây đặc là đặc biệt nhiêu? Là 80. 80 là có là bộ độ lòng của đùi. À. Lòng trứng, tô nếu mà tô gốc tư thì là 140. À. Thế thì cũng có đâu mắc đâu anh. Không có mắc đâu. Gà ba này ăn ngon mà. Vâng. Tại vô tăng hoài chứ ăn vô kêu gốc tư hoài. Vâng. Ăn cho nó. Người ta ăn thịt nhiều lắm. Ăn. Vâng. Ăn vậy nó mới đắt. Vâng. Nếu mà khách mà ăn thêm một bát là tính nhiêu tiền anh? À, 5.000. 5.000. Ồ, thế anh bát mềm ha. Ở đây thì các bạn nếu mà ăn nhiều các bạn có thể kêu thêm 2 bát nha. Hủ tiếu thập cẩm đầy đủ của mình là nhiêu anh nhỉ? Hả? Đầy đủ là 60. 60? 60. Các bạn đang tham khảo một tô 60 và một tô đủ lộng. Ok không? Vâng, quá ok. Còn đây là cẩm. Tim. Đây rồi.
cơm chấm. Em cho tránh cái bàn này. Đây là cái menu của quán các bạn. Ở đây thì mình thấy có hủ tiếu, miến, bánh canh nuôi, bún, cháo, cơm và bán gà viên con luôn. Giá về cái phần hủ tiếu cháo bún miến thì từ 45.000 đối với cháo rất là 80.000 đối với tô đặc biệt nha. Ngoài ra thì có các món thêm như đùi cánh cao câu, thịt nhỏ, thịt lớn, lòng thì có giá là từ 20.000 đối với cháo rất là 50.000 nha. Nước uống nhà nấu. Ở đây thì chỉ bán nhiều món các bạn ạ, không nói chung là cũng xung quanh gà thôi, nhưng mà có hủ tiếu, có miến, có phở, có cả bún gạo nữa, rồi có cháo. Đấy, bán rất là nhiều món, nhưng mà tập trung nhất ở đây vẫn là hủ tiếu. Hủ tiếu thì có hủ tiếu khô và hủ tiếu nước. Hôm nay thì mình quốc ra hai tô hủ tiếu luôn. Đây các bạn này, đây là một phần hủ tiếu thập cẩm nha. Hình như tô này có giá là 80.000, 60.000, xin lỗi, tô này có giá là 60.000. Đây, thì có gà xé, có bộ đầu lòng. Đấy, rồi có huyết, có trứng. Đấy, tô này là 80.000 nha, tim gan, nói chung là bộ đồ lòng, rồi là tim gà xé, rồi huyết, trứng. Nhìn rất là hấp dẫn các bạn ha. Thơm lắm, ở đây cái đặc biệt của quán nhà nước dùng thơm lắm. À, và một cái phần thứ hai ở bên này, cái tô này thì có giá là 140.000. Mình gọi nguyên cái má đùi góc tư luôn, ăn cho nó thoải mái nữa các bạn ha. Ở đây mình thấy gà của anh ngon quá, cho nên là mình kêu luôn cái một cái đùi gốc tư nhiều lắm nha các bạn. Tô này thì có giá là 140.000, ngon chưa? Các bạn thấy cái tô hủ tiếu hoành tráng chưa? Hình như là mình cái tô này mình kêu hai bát mì thì thành ra 150 đó các bạn ạ, không phải 140, nhưng mà nhiều không? Các bạn thấy không? Gà đấy, gà ngon quá, mình đến mình thấy gà ngon quá, mình quyết định mình quốc nguyên một tô. Thơm lắm, mà đây nước dùng của anh thơm lắm, rất là thơm. Quá trời ngon các bạn ha. Ăn kèm với nó thì anh cho một phần rau như thế này này. Nói chung các bạn ở đây thì anh nói là vô chủ nhật là khách ngồi không có chỗ ngồi luôn. Hôm nay mình thấy đông như vậy mà anh nói là còn vắng, đông lắm. Ở đây thì ăn kèm mình thấy có muối tiêu này, có sa tế, có nước tương. Gà chấm muối tiêu là đúng bài rồi, nhưng mà ở đây mình thấy có sa tế đặc biệt này, có lẽ mình sẽ pha một cái chén ở đây có một chén nước mắm ăn với gà nữa các bạn này. Thơm có mắm gừng ăn với gà. Ở đây mình thấy có nước mắm gừng các bạn ạ. Cái này mình lấy một cái muỗng mới ngay từ đầu nha, chứ không phải là nước mắm gừng chấm gà. Ở đây thì có mình còn thấy có thêm là tỏi muối này, rồi sa tế này chắc chắn mình sẽ làm hai chén muối chấm luôn, một chén muối tiêu chanh và một chén muối mắm gừng luôn. Mọi thứ sạch sẽ tinh tươm các bạn ạ. Cách ăn là tùy mọi người. Hôm nay mình có cả hai. Đây là tính ra là cái nếu mà quán gốc của anh chỉ là bán đây là tới 40 năm rồi. Từ cái thời ngày xưa mà ông bà bán cái món này là đã tới 40 năm rồi các bạn ạ. Bây giờ anh chỉ bán ra, mới ra đây từ mười mấy năm thôi. Nhìn chén muối tiêu ngon quá. Rồi, mời cả nhà nha. Wow, nó dùng thơm ra. Nó dùng nó ngọt, quá trời ngọt rồi. Ở đây mình nghĩ là anh dùng cái phần đầu với cổ á, anh thùng nước dùng, và cái thứ hai là cái phần gà xé, anh xé gà ra, anh lấy bộ xương anh hầm nước dùng á, quá trời xương, nước dùng ngọt quá. Hủ tiếu này, hủ tiếu này hủ tiếu dai. Hủ tiếu dai các bạn, mình nghĩ là nếu các bạn mà tới là các bạn sẽ ăn ngon hơn mình chắc luôn, biết sao không? Các bạn kêu ra ăn liền, mình kêu ra đôi khi mình quay tới quay lui á. Hủ tiếu nó cũng còn dai, nhưng mà mình nó sẽ bớt đi độ dai khoảng 4 phần nè. Bớt đi 4 phần nhưng mà mình còn rất là dai.
cái tô này mình gọi là cái tô này á, mình gọi cho nó đà con mắt, nhìn cho nó hấp dẫn cái tô lớn nhất để cho các bạn tham khảo thôi, chứ thực ra mình ăn cái tô này không hết luôn á, mà ăn không hết có thể mang về nha. Bây giờ bắt đầu đến phần gà các bạn này. Ngon chưa? Hồi lá chanh nói gì? Dạ em cảm ơn. Ô gà ngon quá ta. Mùi nó thơm. Trên bàn có lá chanh là mình không để ý. Chỉ nói là ăn gà là các bạn mà không tìm mùi lá chanh có thể gắp mùi lá chanh vô. Đây các bạn này, quá uy tín luôn nha, quá uy tín luôn, ngon chưa? Con gà cục tắc lá chanh. Này kiểu giống người gà thả vườn các bạn, nó dai nó ngọt thịt quá, nó dai vừa đủ, nó không có dai quá, nó dai mà cái thịt nó ngọt. Ở đây thì mình thấy đằng cái là cái quán của anh chị Tinh Tươm các bạn nè. Hồi nãy mình đến quay cái quầy, mình đứng cái quầy rất là lâu, nhưng mà mình thấy là quầy nó bóng hơi, làm sạch sẽ. Cái này ở đây thì có hủ tiếu dai và hủ tiếu nước nha. À quên, hủ tiếu khô và hủ tiếu nước, các bạn ăn nào tùy nha. Còn mà thích thì cứ đến cứ quốc cái hủ tiếu rồi kêu cái đùi gà riêng. Cái này cảm bốc tay luôn này. Hủ tiếu này dai ta, nãy giờ mình đưa ra mình quay tới cái lô chắc 30 phút đó, nó còn rất là dai. Các bạn nào kêu hủ tiếu thêm á thì cứ một vắt thêm là 5.000 nha, bạn nào ăn mạnh có thể kêu thêm một vắt nha. Trên kênh của mình thì luôn luôn tìm kiếm những cái món ngon mới lạ để chia sẻ đến cô chú anh chị và các bạn, và theo từng quận khác nhau luôn, quận 1, quận 2, quận 3, quận 4, quận 5, quận 6, quận 7, quận 8, quận 9, quận 10 cho tới quận Gò Vấp, Bình Thạnh, Bình Chánh, cả Bình Chánh cũng có, Tân Phú, Tân Bình, nói chung là luôn luôn tìm kiếm những cái món ngon theo từng quận, và có cả những cái món ngon danh sách riêng của món ngon người Hoa. Hôm nay là một cái quán ăn ở quận 8 nha các bạn. Quận 8, quán ăn quận 8. Cái quán này thì nó có cũng khá là nhiều chi nhánh, nó có quận, không phải là nhiều chi nhánh mà là ngày xưa cùng kiểu mình nghĩ là cùng một khẩu vị như thế này. Ngày xưa thì có chỉ nó đang có một cái ở quận khu vực quận 6 Chợ Lớn. Một cái tên là đường Tô Ký quận 12 và cái này là quận 8. Gọi là giống như là tam giác rồi đó, tam giác của Sài Gòn đó các bạn, đi đường khúc nào đụng hết trơn á. Bây giờ cái phần gà, cái này mình làm muối tiêu, mình cho tí gọi là sa tế vào cho nó lạ lạ cái mắt.
này mình nói nha, bạn nào mà thích ăn đậm đà ha, phải chấm nè, còn không là bỏ cái nước dùng để ăn nó vừa miệng khỏi cần chấm, nhưng mà bạn nào muốn đậm đà không thì chấm nè. Ở đây mình thấy là cái nước dùng ở đây người ta làm thanh quá, là nước dùng nó thơm. Cái này mình thường thường các bạn, cái tiêu chí đầu tiên của các quán mà mình qua giới thiệu á, thường thường là đến là phải quán này sạch sẽ. Vô mà cảm thấy nó sạch sẽ thì mình biết bắt đầu mình biết tiếp tục, còn mà chưa mà không sạch sẽ hầu như là mình đi luôn. Đây là cái nước chấm thứ hai, nước mắm gừng nha. Các bạn ăn nào tùy nha. Ồ, nước mắm gừng nó thơm ta. Chấm với muối tiêu thì nó gầy dậy thêm vị đậm đà, mà chấm nước mắm gừng nó dậy hơn, cái mùi nó thơm hơn rất là nhiều. Ở đây thì anh còn bán thêm gà, gọi là gà nguyên con, gà bắp gọi, mà con gà của anh lớn lắm, gà tới 1-2 ký ngoài. Con gà 2 ký ngoài mình nghĩ là mới, nếu mà mua con gà đó thì phải 5-6 người, 6 người. Đây là nước mắm gừng nha. Chấm nó, cố gắng múc miếng ớt lên nó không lên. Thôi gà nó ngon quá. Gà nó dai, nó ngọt gà, mà nó dai vừa đủ cho mình ăn. Dai vừa đủ cũng phải dai nhách nha. Ăn lâu lâu thuốc lá chanh nó thơm quá ta. Ở đây thì anh bán hủ tiếu, hủ tiếu rồi mì cá bún miếng, có đầy đủ. Nói chung các món về gà thì hủ tiếu gà thì mình hủ tiếu á, nói về hủ tiếu mình nhớ trên kênh mình giới thiệu nhiều ạ, nhưng mà hủ tiếu gà thì có lẽ đây là cái video đầu tiên nha. Là hiện tại thì mình đang dành 1 tháng để mình đi trải nghiệm các món ăn theo yêu cầu của khán giả và theo cái giới thiệu của khán giả. Đấy, hôm nay là một cái quán của do khán giả giới thiệu, thì mình cũng rất là cảm ơn chú. Nói chung là cái chú thì chú không có muốn lên nhắc tên á. Nói chung là ekip của kênh á thì luôn luôn tìm kiếm những cái quán ngon để giới thiệu đến các bạn, nhưng mà đôi khi á cái còn rất là nhiều quán ăn ngon khác ở các tỉnh khác nhau mà đôi khi cũng trong kênh cũng không thể gọi là không thể biết hết được. Cho nên cũng rất là mong được sự chia sẻ của cô chú chị và các bạn, nếu mà cô chú chị và các bạn biết được những cái quán ăn nào ngon ở những cái khu vực của các quận khác nhau á, thì cô chú chị có thể chia sẻ thêm nha, để mình tới mình trải nghiệm và chia sẻ đến cho nhiều người được biết hơn. Đôi khi giống như mình ăn ngon, mình cho người ta biết là mình cho người ta cũng được ăn ngon giống mình nhé. Cái nước thì nó ngọt, nó thơm, thơm nhiều quá, nhưng mà ở trong này người ta cho cái hành phi vào nó thơm. Ở đây thì nếu mà bạn nào mà không thích bốc tay hoặc là không thích ăn xương á, không thích mà ăn mà phải le xương á, thì các bạn cứ kêu tô gà xé nha. Ở đây thì anh bán cũng đa dạng lắm, có gà xé ra, mình thấy hôm nay mình đến thì mình thấy cũng nhiều người kêu cái phần gà xé. Và rồi nha các bạn, nói chung là như vậy thì mình cũng vừa mới chia sẻ đến thầy Hà xong một cái điểm uống mới nha. Nếu mà cô chú anh chị và các bạn nào mà thích ăn hủ tiếu gà thì một lần nào đó đi ngang qua khu vực này có thể ghé quán thử ăn thử nha. Ở đây thì chỉ có món vị gà thôi.
nói chung là ai thích ăn gà thì tới đây mình thấy là ok đấy. Ở đây có vừa có gà nguyên con, vừa có gà gốc bóc gọi, rồi cơm cháo bún biến có đầy đủ đấy. Về phần giá cả thì mình thấy ở đây là bán giá nới tay lắm bạn, bán giá nới tay. Anh biết là khu vực này thuộc khu vực quận 8 mà, cho nên bán giá nới tay. Một cái tô đùi góc tư 140, quá thoải mái luôn. Cái nước dùng rất là thơm. Quán đây thì thoáng ở rất là sạch sẽ các bạn, quán rất là thoáng sạch sẽ. Ở đây thì anh chỉ nói là vô chủ nhật là anh chỉ nói sao hôm nay cái quán này là mình tới theo cái sự giới thiệu của khán giả, cho nên là mình không có nói gì trước hết trơn. Mình đến một cách bất ngờ thì chỉ nói là sao hôm nay các em nếu mà sang chủ nhật á, ngày mai mà quay quán này là đông lắm, chủ nhật làm kịp luôn. Nhưng mà mình nói cái này đi bất chợt, cho nên là mình thấy là nếu mình theo như lời chị nói thì quán mà đông như vậy thì chứng tỏ nó phải ngon, người ta biết ăn đông như vậy nhé các bạn. Rồi nha, một lần nữa cảm ơn các bạn đã xem hết video này nha. Đừng quên like video, đăng ký kênh và để lại ý kiến của mình về món ăn ngày hôm nay nha. Các bạn tới đây thì nếu mà ăn được khỏe thì cứ kêu tô giống mình nha, tô đùi góc tư ăn cho nó thoải mái. Rồi nó nước dùng lại ngon các bạn.